Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn, kênh thông tin về những ngôi sao K-pop. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức mới nhất có trong ngày. Mới đây thì fan hâm mộ lại chứng kiến cảnh mít ướt của thành viên Row Blackpink khi mà cô nàng chứng kiến cảnh fan hâm mộ đợi dưới trời mưa và không kìm được nước mắt, đến thành viên Lisa bên cạnh cũng phải rỗ dành. Mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip Row bật khóc trên xe khi từ nhà đài đi ra ngoài trước vòng vây của người hâm mộ. Ban đầu thì cô nàng đang rất hào hứng vì gặp được người hâm mộ, thế nhưng chỉ một lát sau Row đã phải kéo cửa kính xe lên, trốn sau rèm cửa sổ để lau đi nước mắt, đến mức cô bạn thân Lisa ngồi bên đã phải liên tục với tay an ủi và dỗ dành Row. Nguyên do được cho là đã có rất nhiều người hâm mộ đứng đợi nhóm nhạc từ nhà đài đi ra, thế nhưng đã có rất nhiều người không đội mũ và che ô mặc cho trời đang mưa khá lớn. Vì thương fan và vì tình cảm của mọi người dành cho mình quá nhiều, Row đã bật khóc. Từ lâu thì Row đã được biết đến là thánh ăn của Blackpink với loạt khoảnh khắc ăn uống viral trên mạng xã hội. Đặc biệt, Row có niềm đam mê rất lớn với đồ ăn Việt Nam. Có một số khoảnh khắc cô nàng thể hiện sự yêu thích đặc biệt với các món ăn Việt đã từng gây sốt từ vài năm trước, như lần chảy nước mắt khi ăn gỏi cuốn, đi ăn phở đêm cùng cha, lăng xê món ăn Việt trên Instagram. Bên cạnh lý do về tài năng, tính cách, ngoại hình thì tình cảm của Row dành cho ẩm thực Việt cũng là một điểm cộng lớn trong lòng fan. Cho đến đợt comeback lần này, điểm cộng ấy càng bonus hơn khi Row liên tiếp bày tỏ tình yêu to bự với các món Việt. Cụ thể, trong thời gian comeback thì Row nói riêng và Blackpink nói chung đều chăm chỉ dự sự kiện, livestream xuất hiện trong các show truyền hình để tương tác với fan, tăng độ nhận diện. Qua một số lần livestream thì clip phỏng vấn gần đây, Row đều dành sự quan tâm lớn tới đồ ăn Việt Nam, khiến dân tình cực kỳ thích thú. Cách đây một tháng thì clip fan Việt đu Row ở nước ngoài và có màn trò chuyện rủ đi ăn phở đã gây sốt mạng xã hội. Rất mê phở nhưng cũng có lúc Row không nhận ra món ăn ưa thích. Đầu tháng 7, Row đã khiến fan Việt ấm lòng khi tiết lộ sẽ ăn đồ Việt trong bữa tối trên sóng livestream gần 400.000 người xem, còn rủ cả bạn đi cùng. Mê đồ Việt đến sẵn sàng PR miễn phí luôn. Sau đó khoảng một tuần, Row lại tiếp tục học cách phát âm từ phở khi livestream. Có phải là chị tình cờ xem được chiếc clip fan rủ đi ăn phở hay không? Yêu đồ ăn Việt thế này, sớm có dịp sang Việt Nam để fan mời Row đủ loại đặc sản hấp dẫn hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.